Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Dũng đang trong một giờ hướng dẫn cho ca sĩ Sally Lê. Sally hát bài Đâu Chỉ Riêng Em. Nói chung là đang tập để áp dụng vào một chút, nên là hôm nay với được xuất đầu lộ diện lên đây. Mời cả nhà cùng nghe nhé. Ok, em vô lên nha. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc, không hề hay biết những chuyện quẩn quanh. Những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là đời. Anh biết bây giờ anh đã có một người mơ, nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai riêng của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tìm hiểu gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Anh luôn nói rằng anh yêu mãi riêng một trái tim dành cho em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bữa, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt dòng nước mắt thấm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây, nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai riêng của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Cho dù con tim này luôn mong người đổi thay, nhưng giờ đây biết sai một ai kia đâu có hay. Để giờ đây tình đang cay, còn đâu tình là mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai riêng của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em. Hôm nay thì Sally đang bị khàn giọng nhẹ, nhưng mà cô rất là thích hát, nên là thực hiện clip này cho các bạn tham khảo một chút nha. Bye bye và xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Ủa sao em chạy đâu mất tiêu.